Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2014 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài làm việc tại Tuyên Hóa. Quảng Bình 9 tháng đầu năm tổng thu ngân sách ước đạt 1.750 tỷ đồng. Phóng sự Lưu Thủy Trung thực hiện có hiệu quả dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra. Sáng nay ngày 12 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tuyên Hóa về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện 9 tháng đầu năm 2014 và kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 9 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Tuyên Hóa có bước phát triển khá ổn định. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng vụ hè thu đạt gần 7.900 ha, sản lượng lương thực đạt trên 19.000 tấn, tăng gần 250 tấn so với năm 2013 và cao nhất từ trước đến nay. Chăn nuôi vẫn tiếp tục được địa phương xác định là ngành kinh tế mũi nhọn với việc thực hiện nhiều chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng tổng đàn, nhất là chăn nuôi đại gia súc. Hiện nay, tổng đàn gia súc gia cầm tăng khá so với cùng kỳ. Nhiều trang trại trên địa bàn đã chủ trọng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm tăng dần tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp. Về phát triển diện tích cây cao su tiểu điền, hiện toàn huyện Tuyên Hóa có trên 620 hectare cao su, sản lượng mù khai thác đạt 150 tấn. Là một địa phương có diện tích rừng và đất rừng lớn, nên huyện Tuyên Hóa cũng rất chú trọng đến công tác phát triển trong rừng kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng. Vừa qua, huyện đã đẩy mạnh kiểm tra xử phạt tháo dỡ 68 xưởng cơ sở gỗ hoạt động sai quy định. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ổn định. Điểm nổi bật nhất là huyện đã duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Năm 2014 này, huyện Tuyên Hóa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 3 xã đạt từ 11 đến 12 tiêu chí, 10 xã đạt 7 đến 10 tiêu chí, 6 xã đạt 4 đến 6 tiêu chí. Nhìn chung, Tuyên Hóa là một huyện nghèo, xuất phát điểm thấp, kinh tế còn nhiều khó khăn nên kinh phí đầu tư cho chương trình còn hạn chế. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành liên quan đã phát biểu nhiều ý kiến nhằm cùng với địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế xã hội và thực hiện có hiệu quả hơn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nên cuộc vận động đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Quảng Bình. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam không những đã tác động tích cực làm thay đổi ý thức và văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, mà thông qua cuộc vận động cả doanh nghiệp đã không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt. Ngoài ra, các sở ngành địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức thành công hoạt động đưa hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và trong tỉnh về tận cơ sở thông qua các điểm bán hàng, hội chợ thương mại. Cụ thể, trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 17 chương trình xúc tiến thương mại, 8 hội chợ quảng bá sản phẩm hàng hóa Việt, vận động được trên 1.800 doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng Việt, đưa hàng Việt về nông thôn. Qua khảo sát tại thị trường nội địa tại các chợ siêu thị, quầy bách hóa tổng hợp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ tiêu dùng hàng Việt của người dân ngày càng cao. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng thực phẩm công nghệ, hàng lương thực, hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất chiếm từ 85 đến 90% thị trường nội địa. Đây là tín hiệu khả quan đánh giá chỗ đứng vững chắc của hàng hóa do Việt Nam sản xuất trên thị trường nội địa. Trong 9 tháng đầu năm 2014, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung thu ngân sách, đến thời điểm này, tổng thu ngân sách của Quảng Bình ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 1.462 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ. Một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ như thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 80% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ. Thu các khoản từ đất đạt 93% dự toán. Thu thuế xuất nhập khẩu được 187 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Trong những tháng còn lại của năm 2014, Quảng Bình tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền đối với công tác thu ngân sách, thực hiện tốt công tác quản lý nợ, xử lý nợ đồng thuế, phát triển quỹ đất nhằm duy trì ổn định và tăng nguồn thu cho địa phương. Được Bộ Giao thông Vận tải giao trọng trách làm chủ đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, Tập đoàn Trường Thịnh đang đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch. Tuyến quốc lộ 1 đoạn từ cầu Quán Hào đến xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy nằm trong khu vực của sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ. Đoạn đường này thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, vì vậy Bộ Giao thông Vận tải đã chọn phương án đầu tư tuyến nhánh lên vị trí cao hơn. Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức gần 983 tỷ đồng.
Tổng chiều dài toàn tuyến trên 33 km theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập đoàn Trường Thịnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến thời điểm này, tập đoàn đã thi công xong phần nền đường trên toàn tuyến và đã thảm bê tông nhựa được 10 km trên 33 km. Các đơn vị thi công của tập đoàn quyết tâm hoàn thành tuyến đường trong quý 1 năm 2015. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch, chế biến các bữa ăn ngon, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, trường mầm non Đồng Phú, thành phố Đồng Hới đã thực hiện mô hình trồng rau an toàn theo hướng hữu cơ. Nhà trường đã đầu tư hàng chục triệu đồng mua 200 chiếc chậu để trồng các loại rau cải, dền, mồng tơi, hành theo phương pháp hữu cơ. Hạt giống rau được chọn mua tại các cơ sở có uy tín, quá trình trồng và chăm sóc tuân thủ theo quy trình trồng rau an toàn, chỉ bón phân hữu cơ, không sử dụng các loại phân bón thuộc hóa học. Trồng rau hữu cơ trong chậu đã giúp nhà trường tự chủ được nguồn rau sạch, đồng thời tiết kiệm được khoảng 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng để có thêm điều kiện bổ sung các loại thực phẩm khác nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ. Ngoài ra, việc trồng thêm rau xanh, các loại cây ăn quả đã góp phần tạo môi trường cảnh quan thiên nhiên thân thiện, môi trường xanh sạch đẹp cho các cháu học tập và vui chơi. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đồng Hới vừa tổ chức giải cầu lông thanh niên lần thứ 2 năm 2014 với sự tham gia của 98 vận động viên đến từ 28 tổ chức đoàn hội cơ sở. Mục tiêu của giải là nhằm tạo sân chơi lành mạnh và phát động phong trào thể dục thể thao nói chung và môn cầu lông nói riêng trong tuổi trẻ thành phố Đồng Hới, thiết thực lập thành tích chào mừng 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và chào mừng thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019. Các đội tranh tài ở hai nội dung, đôi nam và đôi nam nữ. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào các nội dung thi đấu với nhiều trận đấu hay, đường cầu đẹp, thu hút sự cổ vũ của người xem. Thưa quý vị và các bạn, dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra, gọi tắt là Châu Ba, do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ, được triển khai từ tháng 7 năm 2012 tại 8 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Bình. Sau gần 2 năm triển khai, đến nay Quảng Bình đã có xã Ngư Thủy Trung là địa phương đầu tiên của khu vực miền Trung đạt chứng chỉ CCT về tỷ lệ xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, tăng 30% so với thời gian chưa tham gia dự án. Việc thực hiện thành công dự án Châu Ba tại Ngư Thủy Trung bước đầu đã thay đổi thói quen sinh hoạt vệ sinh của người dân vùng biển, góp phần bảo vệ môi trường. Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện dự án, Hội Phụ nữ xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nghèo, hộ khó khăn tiếp cận được với nguồn tài chính để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đồng thời khen thưởng cho các gia đình sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà vệ sinh đạt yêu cầu. Đến nay đã có trên 200 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã có nhà tiêu hợp vệ sinh được phát thưởng với tổng số tiền 114 triệu đồng. Từng chi hội thì đi vận động chị em đó phải bảo vệ cái môi trường vệ sinh, từ gia đình đến xã hội thì vận động chị em thì mình phải cố, sau khi vận động thì mình cảm thấy là đó là một cái công việc là mình phải làm để giữ cái vệ sinh môi trường cho gia đình, là nói riêng con xã hội là nói chung là để sau khi đó mình phải cố gắng để khắc phục để làm cho được. Hiệu quả của chương trình này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người dân làm nhà vệ sinh, mà còn thay đổi dần thói quen đi vệ sinh bừa bãi ở địa phương vùng biển, giúp họ cải thiện điều kiện sống và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với việc thực hiện có hiệu quả dự án Châu Ba tại địa phương, xã Ngư Thủy Trung đã trở thành địa phương đầu tiên khu vực miền Trung được Ban Quản lý Dự án cấp chứng chỉ CCT giai đoạn 1 và được trao thưởng số tiền 64 triệu đồng. Sau khi cái chương trình này đưa về thì hội viên ở đây vì dân trí họ thấp, rồi trình độ nhận thức họ cũng có hạn, bởi vì họ cũng nghĩ như cái vệ sinh môi trường thì cũng đáng quan tâm bởi vì điều kiện kinh tế cũng khó khăn. Sau khi tuyên truyền vận động lần đầu tiên là được 40 hộ, nhưng hai hộ làm nhà tiêu không hợp vệ sinh thì bị loại, còn lại 38 hộ. Thì 38 hộ là được đưa vào là hộ nghèo và cận nghèo thì được làm. Sau khi được Hội Phụ nữ huyện về trực tiếp phát thưởng và tuyên truyền vận động thì toàn thể hội viên là nhận thức ra được đó là thực tế. Mặc dù số tiền là 560 ngàn đồng rất ít, nhưng mà họ nghĩ là đó là công tác, những việc là cụ thể có thực. Sau khi được phát thưởng lần đầu tiên thì từ chỗ khi được bà con được nhận thưởng 560 ngàn đồng thì bà con rất vui vẻ và phấn khởi. Thì nhận thức của bà con là chị em là cao hơn. Vậy thì sau từ đó là bà con liên tục làm nhà vệ sinh. Việc thực hiện thành công dự án Châu Ba tại xã Ngư Thủy Trung không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho các hộ gia đình mà còn tác động tích cực đến cộng đồng dân cư, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động nông không ba sạch do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết chiều và tối nay.
Khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.